Tử vi tuổi Canh Thân 1980 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, chương trình luận giải tử vi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Về vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Canh Thân sẽ ra sao? Tuổi Canh Thân có được thần tài mở kho mà ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp thì họ có gặp phải những khó khăn và trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên sẽ xảy đến với những chuyện nào trong tháng này? Và để nắm rõ được vận trình của mình ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để nắm được chi tiết và cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ, tuyệt thân. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 2 năm 2021, từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 2 năm 2021, từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 2 năm 2021, tức ngày 23 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lập Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 2 âm lịch. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh, thích yêu thương và chăm sóc những người ở xung quanh mình. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện,
và mong muốn làm những điều thiện, điều tốt, giúp ích cho đời. Những người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý. Cũng tốt hơn cho đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hành thông và thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản tiền kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Người tuổi Canh Thân không mấy may mắn khi mà phúc lộc từ gia đình không có nhiều, anh chị em không được hỗ trợ và giúp đỡ. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng gây dựng cơ đồ. Gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2021 cho rằng tuổi Canh Thân đang có phần lơ là với việc cần làm. Chính vì lẽ đó nên dễ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi, bồng bột ở thời điểm này có thể khiến bạn phải trả giá khá đắt, nhưng chỉ có thể trách bản thân chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Bản mệnh nên dành thời gian để suy nghĩ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Tân âm kim gặp thân dương kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Bước sang tháng 2 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, những gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Sự nghiệp của tuổi Canh Thân. Tuổi Canh Thân trong tháng 2 này có vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 2 âm lịch của tuổi Canh Thân không được sáng rõ. Bản mệnh dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng như sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Canh Thân. Bước sang tháng 2 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Canh Thân không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm và để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền, hao của do mắc phải nhiều sai sót và bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Bản mệnh cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên bản mệnh cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Ngoài ra bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhân lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại.
Để may mắn, thành công, các gia chủ tuổi Canh Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo của tuổi Canh Thân. Trong tháng 2 âm lịch, bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn vô cớ, những hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Ngoài ra, tháng 2 âm lịch cũng là lúc mà tuổi Canh Thân sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Không những vậy, do bản mệnh quá mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh, bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Để kích đào hoa, tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát. Pháp khí có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu quý nhân, may mắn, đem lại bình an cho gia chủ. Về sức khỏe người tuổi Canh Thân trong tháng 2 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, bản mệnh nên giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải họa bất ngờ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Canh Thân cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể vận dụng vào cuộc sống của mình để có những kết quả thật tốt đẹp. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi cho cuộc sống.